và khiến cho đối phương gọi là dùng cái sát thương mà hơi lãng phí, không có mục tiêu, không có tác dụng. Đội hình hai bên đều đã được định đoạt. Rapista và Yamato Kanon vừa bắt tay nhau và trận đấu thứ hai tại bảng C chuẩn bị được bắt đầu. Và như Tuấn đã từng chia sẻ rồi, đây là trận đấu không có đường lùi dành cho cả hai đội. Và đặc biệt đấy là S2K, họ không được đường lùi nữa vì họ đã thua đến hai trận rồi. Nếu như thua nốt trận này thì coi như họ sẽ không có, gần như là sẽ không thể có tên ở vòng sau được. Và khán giả, những cổ động viên ở khu vực châu Âu đang hết sức là mong mỏi một chiến thắng của đội nhà để ít nhất rằng khu vực châu Âu sẽ phải có một vài cái tên ở vòng sau. Vâng, và chúng ta đang thấy sự cuồng nhiệt của các khán giả tại Mỹ. Có vẻ như hơi thất vọng khi có lẽ là đây là thời điểm mà giờ tan tầm. Tức là bây giờ 6-7 giờ là bên Mỹ là giờ tan tầm, mọi người đi về là hơi tắc đường. Cho nên là chúng ta vẫn chưa thấy được đông khán giả cho lắm. Có lẽ sẽ phải những trận đấu tiếp theo ở bảng A và bảng B mà thấy được sự đông kín của hội trường. Kia lớp cùng với những người đồng đội của mình đang dần dần di chuyển ra khu vực đường phía bên kia, thì S2K cũng có cái hướng di chuyển và cái hướng hình thành đội hình nó giống với F1 Gaming. Không có gì đặc biệt cả, bây giờ mà có cướp rừng hay đổi đường là một cái điều gì đó quá ngạc nhiên, khiến tất cả chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Vì những thay đổi của những cái trụ làm cho cái chiến thuật đổi đường nó sẽ không còn xảy ra. Còn nói thật, đánh nhau cấp độ 1 cũng hiếm có đội tuyển nào muốn áp dụng cái điều đó, vì rất dễ mắc sai lầm. Khi mà đối phương thủ thì dễ, mà bạn công thì mới là khó, khi liên tục phải đi qua những tầm nhìn của đối phương. Sân chơi bây giờ là ngang bằng nhau, ai đi ra đường cũng nhanh cả, trừ khi đối phương sao nhãng thì bạn mới có khoảng trống để tấn công vào rừng của đối phương mà thôi. Đây Van Der, anh ta bắn trúng đối phương, anh ta được lợi một chút về tiền. Anh ta biết rằng có người ở trong đấy và anh ta di chuyển vào cắm một con mắt, và con mắt nó được phá. 10 đồng dành cho Def, nhưng Van Der thì cũng đã có 8 đồng với những tình huống bắn tay của mình vào tướng đực đối phương. Ryu thì sau khi xuống đường dưới để hỗ trợ cho Van Der và Hockeyman cắm mắt thì anh ta cũng đã di chuyển ra đường giữa để bắt kịp với trận đấu. Còn với Syndra của Scout thì có vẻ như anh ta sẽ ăn cho mình 3 con chim nhỏ thì là không. Câu trả lời là không, anh ta sẽ ra đường. Với một vị tướng Nidalee đang được nâng cấp sức mạnh trong thời điểm hiện tại thì cái việc của bạn sở hữu sớm bùa xanh, thế nên là có thể đứng một cái lên lớp. Là vào đó là Van Der. Tôi nghĩ rằng Van Der sẽ phải mất đi một phép bổ trợ nào đó và anh ta đã mất đi kiệt sức. Anh ta tốc biến qua tường, có cả hồi máu của Forgiven, nhưng liệu là có được cái sức mạnh để tiếp tục đi đường nữa hay không thì tôi đang nghi ngờ một chút. Rất thông minh là Def và Meiko khi họ sẽ mở ra. Tuyệt vời, chiến công đầu dành cho Def bằng một sai lầm của Van Der, sai lầm nối tiếp sai lầm. Và ngay sau khi Van Der lên bảng điểm số, anh ta ngay lập tức gãi đầu và bấm bàn phím. Thời gian Def hồi cho mình cái hồi máu và tốc biến là bao nhiêu. Nhưng rõ ràng bước di chuyển đầu tiên của Van Der là hơi khó hiểu. Có lẽ là anh ta đã bị lừa bởi đối phương, tức là Def cùng với Meiko không ra đường ngay lập tức, và Van Der cứ nghĩ rằng đối phương khởi đầu của con người đá và anh ta muốn vào để quấy phá hay là cắm mắt gì đấy, nhưng đây, đã bị lừa hoàn toàn. Đây chúng ta hãy cùng nhìn đó, Forgiven cũng muốn đi cùng để hỗ trợ đồng đội, nhưng cái thế đứng này thì đứng vừa muốn hỗ trợ lại vừa muốn ăn lính. Cũng may là Forgiven tình huống này thôi nhá, là vẫn kịp tay bấm cái hồi máu, chứ phải gặp đánh rank mà ông nào đánh xạ thủ mà tiếc hồi máu là coi như xong rồi đấy. Đây Def cũng biết Def là một người chơi, có thể trong thời điểm hiện tại Def là xạ thủ số 1 thế giới, tôi có thể một vài người mà dễ tính có thể coi điều đó là sự thực, thì cái việc mà tính được sát thương, kích hồi máu, kích cả tốc biến lên để tiêu diệt đối phương ở phát bắn thứ tư và một cú lựu đạn nhảy múa như vậy quá easy như một trò đùa dành cho xạ thủ Def. Và Zanskos thì không biết rằng nhiệm vụ của anh ta có phải là giải cứu đường dưới hay không đây, khi rõ ràng đường dưới là đội đường bị bất lợi hơn. Tuy nhiên khi mà Van Der về nhà thì anh ta sẽ mua được bánh quy, sẽ hồi phục lại đầy đủ máu và năng lượng, thì coi như là tạm thời S2K không bất lợi lắm. Nhưng giai đoạn về sau sẽ làm cái gì đó bất lợi khi mà Def và Meiko về nhà và tận dụng được cái lượng tiền chiến công đầu đó, đang cố gắng. Có vẻ như cảm giác họ giữ lính hơn là họ bị đẩy. Không, tôi nghĩ đây là cái thế giữ lính. Còn với xạ thủ ở đường dưới, chính ra mà nói thì với Jin là một vị tướng có khả năng đẩy lính nhanh, đôi khi còn hơn cả Caitlyn, rồi còn hơn cả Varus, tôi nghĩ là như vậy. Tất cả ba chiêu thường hay kể cả chiêu cuối của Jin đều có khả năng clear lính ở trên diện rộng. Nhưng có một vấn đề tôi đang thắc mắc, tức là Jin một vị tướng mà phải nạp đạn, và khi nạp đạn thì rất khó phanh vũ trụ. Vậy tại sao em Kevin lại để cho lính đẩy vũ trụ như vậy? Không sao, đơn giản là vì thứ nhất là họ ít nhất bỏ túi một cái chiến công đầu đã. Thế nên là cứ cho rằng mất 3 con lính vũ trụ đi, họ vẫn lãi nhiều. Và tôi tin tưởng vào khả năng pháp tay của Def. Ngoài ra thì Meiko cũng có được cái nội tại đến từ cái khiên cổ vật cơ mà, đúng không? Rồi. Hoàn toàn có thể căn chỉnh những con lính mà lúc Def đang thay đạn thì anh ta có thể ăn bằng cái nội tại của cái khiên cổ vật này. Đường giữa, kèo đối đầu mà rất nhiều người được
mong chờ giữa hai người Hàn Quốc đang đi du học nước ngoài, đang thi đấu cho những đội tuyển nước ngoài. Ryu tạm thời là nhỉnh hơn về mặt cấp độ nhưng anh ta đang bị cấu rỉa máu bởi Scout. Còn với Mouse thì việc anh ta thua Rumble là điều dễ hiểu mà thôi. Bình thuốc biến dị đã bấm cho mình hai cái rồi. Còn với Odoamne thì vẫn còn cho mình một bình máu và Odoamne tạm thời là lùi lại. Anh ta chưa đảm bảo được một lượng tầm nhìn ổn. Nearly rất có thể sẽ ở đường trên và anh ta là nhường thế trận đường trên cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn. Rồi sau đó khi thấy mặt của Nearly ở một khu vực nào đó, anh ta sẽ lập tức đẩy đường của mình. Chứ còn nói về khả năng trao đổi chiêu thức ở những cấp độ đầu tiên này thì Irelia cũng khó lòng mà có thể ăn được Odoamne với vị tướng Rumble. Nhưng vấn đề là chưa đủ cấp độ mà Dep bị tấn công. Dep không còn một cái gì để chơi cả, có tổn thức chắc chắn nằm xuống. Và Lee Sin gần tốt chắc cú đến cái mức mà tốc biến vào Meiko cũng nằm. Double kill dành cho Forgiven. Một trong những sai lầm rất lớn của Dep và Meiko khi họ quá say đòn, lao lên đẩy lính cao vào trụ của đối phương mà không biết Lee Sin đang ở đâu cả. Và cái việc mà họ mất đi phép tốc biến để tiêu diệt Vander ở trong tình huống đầu trận đấu là một trong lý do mà khiến cho kể cả họ biết đi thì họ cũng sẽ không thể nào phản xạ kịp. Có lẽ những thông tin là quá ít ỏi ở đường dưới. Nếu như có một con mắt tím được san sẻ ra ở đường trên chẳng hạn, có một con tím được cắm vào rừng của S2K, cùng với đó là một con cua cùng một con mắt xanh nữa, nếu như san sẻ một con mắt ở đường dưới thì rất có thể Dep và Meiko sẽ không phải nằm xuống. Forgiven rất xanh thời điểm hiện tại. Double kill hai điểm hạ gục về nhà sẽ hoàn thành xong cho mình trong bát đĩa thần. Và không hiểu là có lên cho mình cái lưỡi hái không. Đó là một cuộc chìm. Anh ta quyết định là muốn nhanh chóng tích cái nước bát nữ thần này nhanh. Đây là cách lên đồ với một Ezreal muốn lên găng tay băng giá và đánh những kiểu cấu rỉa mà đang xanh thì mới lên như thế này. Còn hầu hết đối với những Ezreal đang làm tròn vai hoặc thậm chí là hơi thọt một chút thì họ sẽ nhường chỗ để lên trước găng tay băng giá. Ở đó sẽ có hồi chiêu và bạn sẽ tích được cái nước mắt nữ thần. Tuy là cái điểm số của nó mỗi lần tích nó bị ít đi so với cái việc bạn lên trước cái kiếm Mana Moon, nhưng không sao cả. Nhưng vấn đề là khi mà Ezreal đang xanh thì lên như này là chuẩn rồi. Khi bạn mua cuốc chim là bạn có thể farm tay nó một cách dễ dàng hơn. Đúng rồi. Và khi bạn hoàn thành xong kiếm Mana Moon thì hình như một lần tích là đến 6 điểm chứ không phải là 4 điểm. Tức là bàn tay cũng được tính điểm chứ không phải là dùng chiêu nữa. Clear lớp lên đường trên. Có con mắt của Odoamne và anh ta đang chạy rất nhanh. Mouse muốn giữ chân đối phương nhưng không được rồi. Tạm thời Odoamne đang có một cuộc sống khá là yên ổn. Anh ta farm hơn đối phương 10 chỉ số lính, vẫn còn một bình máu và liên tiếp luôn đảm bảo được một lượng mắt ở đường trên để đảm bảo né đi tình huống ganh của Killer. Còn với Jan Scott, một pha ganh đường dưới là khá thành công và anh ta về nhà không phải là dìu Tiamat mà đó là một trang bị đi rừng cắm mắt để giúp cho anh ta có thể kiểm soát bản đồ tốt hơn. Khá thú vị, đấy là dao săn bắt. Dao săn bắt đến từ cả hai người chơi. Nói về sát thương thì cả Lee Sin và Nidalee là một những vị tướng mà có nhiều sát thương giai đoạn đầu trận đấu này. Họ lên đồ để phục vụ cho một thế trận chung như vậy là hoàn toàn rất đáng hoan nghênh. Còn nói về Clear Love, có thể coi đây là thần rừng của Trung Quốc phải không? Nhưng thần rừng của Trung Quốc trong cái mùa giải này chưa có được cái hiệu suất 100%. Anh ta thi đấu không có được nhiều sự kết nối lắm với những cái đường còn lại, mà chỉ đơn giản là đang cố gắng làm tròn vai và không để mắc sai lầm mà thôi. Chứ ở với mới một vị thế một thần rừng thì tôi nghĩ là Clear Love cần phải làm nhiều hơn những gì mà bây giờ anh ta đang thể hiện. Và tôi nghĩ anh ta sẽ phải thực hiện những tình huống cướp rừng nhiều hơn cơ, nhưng có vẻ như giai đoạn phần lớn của trận đấu anh ta thực hiện những bước di chuyển ở phần rừng của mình. Scout vừa được nhường con bùa xanh và nó sẽ giúp cho anh ta liên tiếp tạo ra những quả bi để cấu máu vào người của Ryu cũng như là đẩy đường. Jan Scott muốn hỗ trợ Odoamne ở đường trên. Nhưng hiện tại thì Mouse cũng đang thi đấu khá là chắc chắn, có đâm không? Đâm hay không thì không biết, nhưng Lee Sin ra không, Sinra xin lỗi các bạn là tôi hay nhầm tên hai vị tướng này. Sinra đang di chuyển lên đường trên, Jan Scott đang chờ đợi. Nhưng nếu có đụng độ xảy ra tôi đánh giá cao hơn vì Sinra là một vị tướng đi đường giữa, sát thương phải ổn hơn rất nhiều. Lướt ngược trở về bằng cú đâm kiếm đó, như vừa nói Jan Scott bốc hơi sau tất cả những gì mà Scout đã làm và anh ta xứng đáng có hai vụ lợi dưới chân. Có lẽ lỗi trong tình huống vừa rồi là của Ryu thì nhiều hơn, anh ta không thể kiểm soát được Scout. Và thậm chí rằng trên quãng đường Scout di chuyển anh ta cũng không có những cú kêu gọi đồng đội của mình. Odoamne bị làm choáng và hai điểm hạ gục dành cho Kevin ở đường trên. Đường dưới có đánh nhau, tốc biến đến từ Vander di chuyển gọn đến từ Forgiven vẫn lao vào đến là Killer. Anh ta cầu bật xé và sát thương nó là không đủ đến từ Dep. Tuyệt vời, S2K không ai phải nằm xuống ở đường dưới. Nhưng tiếc rằng là bộ đội đường dưới làm tốt, chống lại được một tình huống ganh của đối phương bằng tất cả những gì mình có. 4 phép bổ trợ được dùng trong pha thi đấu vừa rồi, nhưng ít nhất là người còn thì vẫn có thể đứng mà farm được. Nhưng đường trên thì đứng thật là sai lầm đến từ cả Odoamne, cả Jan Scott và thêm cả Ryu nữa. Đúng vậy. Hình như không có ping thì phải. Không có ping. Đường giữa biến mất mà không có một cái ping nào đấy. Đơn giản là Vladimir cứ đứng farm. Còn đường trên thì bị lừa một cách cực kỳ sơ đẳng. Đó. Rất sơ đẳng. Hãy cùng xem. Đó.
một tổ hợp phím vào mặt của Lee Sin như vậy thì làm sao mà có thể sống nổi. Huống hồ gì Shinra đang được coi là rất mạnh mẽ trong meta hiện nay. Đây, và thêm nữa là Odame anh ta quá cả tin vào tình huống đối phương sẽ bấm B về nhà. Nhưng bất ngờ Mau quay trở lại tình huống đâm kiếm và cùng với đó là những quả bi của Scout nữa. À, một điểm hạ gục, một điểm hỗ trợ, Scout sẽ hướng tới cái quỷ thư Muero một cách cực kỳ nhanh chóng khi đã có hai trang bị phụ rồi. Vừa rồi là tình huống cướp chim khá tinh quái của Scout. Rất đỉnh, anh ta lôi con chim ra và anh ta đặt một cái bi ngay dưới chân đó và anh ta quật con chim vào cái viên bi đấy. Rất tuyệt vời. Lượng chỉ số farm của Scout vì thế mà không hề thua kém so với Ryu, mặc dù đã đảo đường đi. Còn Ryu thì cũng không trách được, trách là trách đi ra không ping thôi. Chứ còn việc mà Ryu hạn chế di chuyển là cũng phải. Thứ nhất, Vladimir là một vị tướng cần đồ thì mới có thể mạnh được. Thứ hai, tốc độ di chuyển cơ bản của Vladimir không được đánh giá là cao. Không có lợi thế lắm nếu như mà Vladimir cứ nhông hết các đường này đường kia mà không ganh được, là y như rằng là sẽ thọt. Còn đường dưới thì có vẻ như sự snowball bắt đầu được hình thành. Def đang có một chỉ số lính vượt trội hoàn toàn so với xạ thủ của đối phương. 20 làm con số mà Def đang dẫn trước. Thậm chí Scout sau khi đẩy đường nhanh, anh ta tiếp tục di chuyển xuống đường dưới. Cùng với đó là kìa lớp nữa cùng ánh sáng được dùng. Bò đang cố gắng chịu sát thương. Mousepin tấn công ở đường trên, tốc biến né đi sóng âm. Đường dưới Forgiven lên bảng đếm số. Và Vander chạy rất nhanh với cái linh giáp của mình để cho người xạ thủ của mình ở lại. Và đồng nghĩa việc cái trụ bột đường dưới sẽ bị phá hủy. Như vậy là thông minh. Cái việc bỏ xạ thủ vừa rồi của Vander tôi đánh giá là thông minh, vì cái thế đứng của Ezreal là một thế đứng buộc phải đứng lại mà bắn cung ánh sáng, cấu được ít máu nào hay ít máu đấy và sau đó lên bảng điểm số mà thôi. Chứ với hai người chơi không một tốc biến thì không có cửa chạy được trong tình huống vừa rồi. Odolenek băng trụ, mục tiêu là Mao bắt đầu sấy. Odolenek là người chống chịu, anh ta chắc chắn nằm. Tình huống này anh ta chắc chắn không, anh ta thoát ra tầm trụ chỉ trong gang tấc mà thôi. Anh ta chỉ còn nửa milimét nữa là sẽ bị cái trụ bắn thêm một phát bằng đạn. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đến sẽ phải đến. Ryu bắt đầu di chuyển vào cái khu tăng tốc của mình và có được một chiến công ở khu vực đường trên này. Và phải nói Odame đã cực kỳ may mắn trong tình huống ở đường trên vừa rồi, với cái khiên phế liệu anh ta đã chặn đi một sát thương từ trụ là đủ để anh ta sống sót và quay trở lại. Kêu lớp với Nelly ăn con rồng một mình, đó là con rồng nước. Và các thành viên còn lại của Evergaming thì đang tấn công vào tình huống đường giữa. Một mình Wander là không đủ để phòng ngự. Ryu đang di chuyển dần ra nhưng anh ta phải đi đường vòng. Không vòng nữa mà đi thẳng mặt luôn, bởi anh ta biết được các thành viên còn lại như mình cũng đã lùi đi rồi. Và hơn nữa còn hồ máu. Nếu như anh ta thực sự muốn về, anh ta sẽ vẫn về để thôi. Hãy cùng nhìn lại pha đường dưới này. Đó, Forgiven biết. Mà nếu như Forgiven nhá, mà chạy cùng hướng gần Kama, cả hai cùng chết. Chắc chắn cả hai cùng chết thì anh ta đứng lại. Như vậy là thông minh, vì anh ta biết rằng mục tiêu được ưu tiên hơn bao giờ cũng là xạ thủ chứ không phải là hỗ trợ. Và Vander với những gì còn lại của mình thì có thể chạy thoát thành công. Con bắt được cắm bởi Ryu và nó chưa được phá thì phải, nếu tôi nhìn không nhầm. Ryu hiện tại sẽ hướng tới cho mình cái giáp tâm linh trước. Rất nhiều người chơi Valamir thường gọi là ưu tiên lên cho mình đa lưng stack để có khả năng giao tranh và di chuyển tạo ra đột biến sớm. Nhưng với cách đánh của Ryu và cách lên đều Ryu như này thì anh ta muốn đảm bảo một điều rằng mình không bị phế với kèo Scout. Và hơn nữa thì hãy nhìn xem tướng rừng của đối phương cũng là xạ thủ, xin lỗi các bạn, là cũng là pháp sư. Vậy. Cũng là người gây ra thương phép cực kỳ nhiều, cho nên là giáp tâm linh là số rách trong trường hợp này rồi. Một lối lên đồ thông minh và sau đấy thì mình là cái slot tiếp theo dành cho đai lưng hết tech. Cung ánh sáng là bắn ra đường giữa. À, cung ánh sáng chỉ để giải quyết cái lượng lính đang đẩy vào trụ mà thôi. Clear up sẽ nhường hay không? Nếu như nhường, ồ, cứ tưởng rằng là sẽ mất, nhưng Zancos, tất cả động thái của Zancos chỉ dừng lại một cắm mắt thôi. Tại vì Zancos đã có một con mắt được cắm rất sâu vào rừng của Ekeming và anh ta biết được rằng Scout đang ở gần đó và quyết định không di chuyển vào là thông minh. Nhưng lúc này sẽ là tập diện mai phục rằng có giáp và Killer bị sút về, anh ta đang bị sấy bởi Duane và Zancos có được điểm hạ gục. Như vậy là đấy chính là lý do mà tôi nói rằng là Killer nó chưa thực sự quá xứng đáng với cái tên là thần rừng mà được cộng đồng thế giới đặt cho. Nếu như để tìm ra một đội tuyển nào mà được viết đến nhiều nhất trước khi vòng chung kết thế giới này được diễn ra thì chắc là Edward Gaming. Với Clear Love được nhắc đến rất nhiều và Vander, anh ta tốc biến đi, thoát khỏi cú combo của Meiko. Nhưng Forgiven thì cần có sự che chắn và người đó mang tên Ryu. Theo tôi thì vẫn nên bắn phát đạn thứ tư này và may quá, Vander vẫn có đủ máu để đỡ lại viên đạn thứ tư cho đồng đội của mình. Nhưng chắc chắn Forgiven và Vander sẽ phải về nhà. Và Def với Scout thì Meiko sẽ lấy được cái trụ này. Nét vẽ chắc chắn nó hơi chậm một chút. Zancos đang bắt dần dần bị cấu rỉa máu. Ryu đang cố gắng can lên, anh ta hút máu vào người của Def. Đó là lượng sát thương khá lớn của Ryu, mặc dù anh ta chỉ sở hữu cho mình cái giáp tâm linh. Odoane thì định di chuyển nhưng đến giữa đường thì chợt nhận ra một điều là chẳng để làm gì cả. Ryu né đi chói đến từ nét vẽ chết chóc. Nhưng sau đó thì anh ta cần phải có thêm hơn 10 giây nữa thì cái hồ máu này mới được hồi lại. Cũng là một quãng thời gian nguy hiểm.
di chuyển đi đâu đây? Lên đường trên. Lên đường trên để lấy trụ, đúng rồi. Rất nhiều ping màu xanh. Rất nhiều ping màu xanh. Di chuyển như vậy là thông minh, vì hãy nhìn vào thế lính đứng dưới mà xem. Lính đang ủng hộ hơn là cho Edward Gaming. Đứng giữa cũng đang ủng hộ hơn cho Edward Gaming. Họ coi như bỏ túi cái trụ này. Bắt được kiểm soát hoàn toàn bởi em kia mình ở rừng bùa đỏ của S2K. Thảm lửa được giải ra nhưng nó không có tác dụng giúp cho S2K giữ được trụ một đường trên. Scout ngay lập tức di chuyển ra đường giữa bởi anh ta biết được rằng với sự trợ giúp của Def và Meko, cái trụ đó chắc chắn sẽ bị phá hủy. Và thậm chí bốn thành viên như thế này kết hợp với nhau, sứ giả khai đất sẽ nhanh chóng thuộc về có lẽ là Mouse, nên là người ăn sứ giả, một lợi sứ giả. Đúng, với việc cầm một lợi sứ giả trong tay thì Mao thừa sức có thể đối đầu ngang phèo so với Odoane. Như Tham Minh như vậy là khá ổn, Tham Minh như vậy là ổn với một người không có tầm nhìn ở trong khu vực sứ giả khai đất. Đúng vậy, nhưng tiếc là hướng thì cũng đã bị Edward Gaming bắt bài và cái con sứ giả được lôi ra ngoài cửa hang. Và nó không bị dính sát thương của Edril, mà hình như có chúng thì cũng không thể ăn được. Bởi vì lúc đó sứ giả cũng cần 1.000 máu cơ. Scout thì vẫn đang cố gắng farm cho mình trang bị tiếp theo. Không biết anh ta sẽ lên là gì, nhưng có lẽ anh ta đang tích một lượng tiền khá là lớn. Với Def thì anh ta đang sở hữu Jin với cách lên đồ truyền thống, đó là lưỡi hái linh hồn cùng với đó một trang bị tốc đánh. Còn Jan Scott phải lùi về, lùi ra với một con bắt. Vander đang di chuyển vào, nhưng đây không nên lùi ra. Hãy nhìn vào cách những game thủ chuyên nghiệp thi đấu thì như vừa rồi Tuấn nhận định rằng là trong người của Scout đang cầm rất nhiều tiền, nhưng vì sao anh ta vẫn không mua đồ để full hết những slot của mình lúc đó? Bởi vì họ luôn luôn nhận thức được một việc, đó là khả năng trụ đường và khả năng kiểm soát tầm nhìn là những thứ quan trọng nhất. Đúng rồi. Kể cả khi bạn là đường trên hay đường giữa, Mouse ngay lập tức bốc hơi. Quá nhiều thứ khó hiểu trong trận đấu này, quá nhiều thứ khó hiểu trong trận đấu này khi mà cả hai bên liên tục có những cái lỗi di chuyển cực kỳ ngớ ngẩn như vậy. Cũng chẳng khó đoán lắm và tại sao cả hai đội này đều đang là hai đội gây thất vọng tại chung kết thế giới mùa sau. Tôi nghĩ là chính huống vừa rồi thì Mao sự là đen thôi. Đây hơi đen trong tình huống mà đối phương bất ngờ tấn công như vậy. Với Scout với cái gậy quá khổ như thế này, có lẽ triệu băng Fairy Line là trang bị tiếp theo của anh ta. Với Syndra ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều người dùng Syndra như là một trong những phương án để mở được giao tranh. Với nhiều tình huống thực hiện những tình huống gọi đặt quy ra mặt đất, rồi sau đó nhấc bi lên, nó sẽ là ba bi và quét tan kẻ yếu. Nó có khả năng trúng cao hơn. Đúng. Đó là vì sao chúng ta chơi Syndra nhiều hơn trong phiên bản hiện nay. Tất cả các chiêu thức của Syndra, nó là tất cả đều không hẳn, nhưng mà chiêu thức của Syndra nó được mạnh mẽ lên nhiều quá. Một lần nữa, Odoane buộc phải tung chiêu cuối của mình ra, cảm giác như kiểu là để ăn lính thôi. Thế còn cái thế đẩy trụ này nó quá mạnh mẽ. Cung mình sáng được tung, không trúng một ai cả. Cái trụ mất đi hơn nửa máu, để đấy lượng lính tiếp theo ùa vào sẽ là giờ khắc khai tử của cái trụ tiếp theo này. Đang có bốn thành viên của Edgaming ở đường trên, Mouse thì có dịch chuyển mắt mũi thì Edgaming cắm đề huề, còn S2K thì là đen thui. Họ phải di chuyển một quãng đường rất xa, vòng ra đằng sau và combo đến từ Meko. Doamne đang đỏ nổ, có một pha dịch chuyển của Mouse, Meko phải bật cho mình cái bất quất và Mouse sẽ có mặt ở đây, nhưng anh ta cũng không thể làm gì được hơn. Thậm chí rằng đang bị tấn công rất nhiều, Mouse toàn đồ công, không có tí kháng phép nào. Và vừa rồi như là một cú giao điện của Odoane nữa, cùng với tình huống rút máu của Ryu thì lượng máu của Mao mới mất nhiều như vậy. Tôi đang thấy lúc đó Ryu có bùa đỏ dưới chân, nên là cái khả năng hổ báo của anh ta cũng gia tăng thêm một chút. Liệu là sẽ có con dòng nước dành cho S2K hay không đây? Và với thế đứng này thì là sẽ giành được con dòng nước đầu tiên mà họ sẽ được hưởng, và là con dòng nước thứ hai của trận đấu. Tỷ số bên dòng là 1-1, hai con dòng nước cũng chỉ đều cho một bên. Nhưng tiền thì em của mình đang được ủng hộ vẫn nhiều tiền hơn với phương pháp này cả. View ra đây, tôi cứ tưởng là anh ta ra để làm gì, hóa ra cũng ra chỉ để tranh ghẹ với cả gian cốt mà thôi. Thanh niên này có vẻ như nhiều mâu thuẫn ở trong game mình ngầu lắm. Đường giữa hiện tại đang ít người phòng ngự này, còn đối phương thì là 4, cần phải nhanh chóng di chuyển ra đây nhanh. Đó là Zanskos và Odoane. Ryu đang cố gắng vận E và xóa sổ cái vận nhanh nhất có thể anh ta làm được điều này. Với đa lưng expect sắp được hoàn thành thì cái độ nguy hiểm của Ryu tôi nghĩ rằng sẽ cực kỳ cao. Và FK mình họ muốn làm gì thì nên làm nhanh đi, đặc biệt là những cái trụ còn thấp máu như là trụ một đường giữa hay là trụ hai đường trên. Thực ra với những gì đã diễn ra hiện tại, tôi nghĩ là Zancos đang thi đấu ngoài cái sai lầm duy nhất ở đường trên rồi, thì anh ta đang thi đấu khá ổn trong trận đấu, đặc biệt là cái tình huống mà anh ta chưa tập trung một sút ngược clear lớp về ở cái gần khu vực hang Baden đó. Đáng nhẽ ra mà nói, với những vị tướng mạnh trong giai đoạn đi đường như là Rumble và Vladimir thì cái lối chơi của Zancos cần phải được đẩy mạnh hơn để có được cái tình huống ganh sắc sảo ở những vị trí đường mà tôi vừa kể trên. Nhưng sau cú ganh bị thọt, bị phản ganh ở đường trên nó nặng quá, làm cho S2K tự dưng
nói chung, Estrogen nói chung và bản thân của Zancos nói riêng tự dưng lại bị hụt lại và không dám tổ chức những tình huống ganh táo bạo nữa, mà chỉ dừng lại ở độ là di chuyển theo với đối phương và chơi một lối chơi kín kẽ. Như vậy làm cho vô tình chung làm cho trận đấu trở nên nó hơi bị mất đi thú vị và Dev đã phải mất tâm biến, mặc dù có Mako được cạnh hỗ trợ. Ryu thì cũng đã mất 22 phép bổ trợ và chiều cuối nữa rồi. Đó là tình huống hồ báo có cơ sở của Ryu, bởi ta biết rằng một cú tốc biến là hóa giải hoàn toàn ngay Alistar và khiến cho Dev hoàn toàn có thể bị bất ngờ khi mà chiều cuối có thể sẽ được phát nổ. Cái việc mà S2K chơi chậm lại và cố gắng không xa lầy vào những pha giao tranh đang khiến cho trận đấu tỏ ra khá tẻ nhạt. Vai trò của hai người đi rừng đó là cố gắng hỗ trợ cho đồng đội của mình hết sức có thể. Với Zascot đó là một cái dao săn bắt có khả năng cắm mắt, cùng với đó là dây chuyền Iron Surgery. Nelly của Caleb cũng có những cách lên trang bị khá là hỗ trợ đồng đội, đó là cái dao săn bắt, cốc quỷ, cốc quỷ nữa. Toàn những món đồ mang thiên hướng hỗ trợ là chính. Với cốc quỷ này về giai đoạn cuối trận đấu thì cái lượng năng lượng mà Nidalee có thể sở hữu thì không phải bàn. Dù sao nói gì thì nói gì, Nidalee cũng là một thiên hướng đi rừng tốn năng lượng vì có đến rất nhiều chiêu cần dùng dàn cốt. Ý tưởng thì tốt nhưng tại hơi chậm. Tại hơi chậm. Tôi nghĩ là anh ta combo mà được như là Svenkaren thì chắc là bây giờ Scout nằm im ở trong trụ của đối phương mà dãy dụa rồi, chứ không còn có chỗ để mà tốc biến đi như pha thi đấu vừa rồi nữa đâu. Thế mới nói chơi ra cái kiểu là di chuyển theo đối phương và phòng thủ là hợp lý với em chung lần. Đúng như vậy. Vì họ không thể đòi hỏi về mặt kỹ năng để có thể lấn lướt được đối phương. Và khi mà đối thủ là S2K Gaming, ai cũng nhận xét rằng S2K là một trong những đội tuyển có giai đoạn đi đường mạnh, thì cũng không thể phủ nhận kỹ năng đi đường, tức là đang nói từng vị trí đường trên, đường giữa, đường dưới của họ là mạnh. Nhưng sự kết hợp giữa các tuyến với nhau tôi nghĩ là chưa nhuyễn gì nào. Khá đau, khó đau và Mouse quyết định khô máu với Udamne, vì anh ta biết rằng đằng sau mình là kia lớp, còn đằng sau Udamne thì không là gì cả. Tham lửa một lần nữa được dùng để giải quyết đợt lính. Và không biết rằng khi Rumble mất đi thảm lửa, mất một lượng máu lớn phải về nhà hồi phục như này, thì Eric mình họ có quyết tâm tấn công với trụ này không? Đây Ryu bị làm choáng lần hai, 1/3 máu ra đi và cái trụ đã bị phá hủy. Tất cả những mục tiêu, tất cả những cái hiệu ứng khống chế cho chân Ryu chỉ đơn giản là để lấy trụ mà thôi. Vì tiêu diệt một Vladimir còn tốc biến, không xin lỗi các bạn, không còn tốc biến, nhưng mà còn hồ giúp hồ máu thì là hơi khó. 5-4 hiện tại đang là tỷ số về chỉ số hạ gục. Nó có một phần nào đó khiến cho S2K có thể tự tin mà không mất tinh thần lắm. Nhưng nếu như là những người trên kinh nghiệm thì họ đang bấm đốt ngón tay và xác định được mình đang thu đối phương không ít đâu. Nếu là tôi thì tôi ngồi tôi tính sơ phải được tầm 3.000 tiền, nhưng về mặt thực tế nó còn hơn tôi con số này. Đó cũng là 3.000 tiền, 3.500. 3.500. Đây là 300 và Ryu thì hiện tại tôi nghĩ là đang khá cứng trong cái việc đẩy lẻ rồi. Nhưng các thành viên còn lại của S2K thì đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn nhiều hơn là những tình huống di chuyển hỗ trợ Ryu trong những tình huống có thể giao tranh. Tức là khi mà Ryu đẩy lẻ một đường thì sẽ có khoảng 2 thành viên của S2K đứng đằng sau Ryu chẳng hạn. Rồi Ryu bất ngờ lao lên, 2 thành viên đó lộ diện hạ gục Edward Gaming. Thì điều đó S2K chưa làm, hay chính xác là họ không muốn làm. Họ cần những món trang bị chủ yếu nữa được xuất hiện đến từ một vài thành viên. Odamne đó là đồng hồ cát, Forgiven có lẽ là gươm vô danh, còn với Ryu là một trang bị gia tăng thêm khả năng tấn công nữa. Cách chọn đội hình của S2K đang không cho phép họ đến được với giao tranh 5v5. Đội hình này là một đội hình mạnh về khả năng đi ganh lẻ ở từng đường và giao tranh 2-2 hoặc 3-3 mà thôi. Chứ nếu như đánh nhau 5v5 thì những gì đang có, khả năng cấu rỉa từ sớm của Clearlove, khả năng gây choáng tầm xa của Scout và những con bài họ còn lại là có nét vẽ chết trong, sân khấu tử thần, giao tranh 5-5 mạnh hơn nhiều. Nhưng vừa rồi thì đã có ai đó mất đi tốc biến và đó là clear lớp, lại là sai lầm. Đấy là sai lầm chứ còn đâu là đâu nữa. Anh ta hơi tự tin với vị tướng Nelly này, tức là một vị tướng có khả năng bay nhảy, nhảy nhót tung tăng. Nhưng trong một vài tình huống nhất định, đặc biệt là bờ tường đó thì không thể nhảy qua được và phải dùng tốc biến. Mau đang có cách lên đồ full dam với Irelia. Và tôi đang tự hiểu là nếu như mà cách lên đồ như này trong giao tranh, anh ta sẽ làm được những gì? Mục tiêu của anh ta đó chỉ là những thành viên yếu máu như kiểu là Forgiven hay là Vander. Nhưng đó đều là những mục tiêu có thể tẩu thoát ra được. Và anh ta hoàn toàn có thể bị sốc sát thương bởi Odamne hay là Ryu. Và tôi đang tự hỏi là cách vận hành Irelia của Mouse sẽ là gì với cách lên đồ như này? Đó là đẩy lẻ và đánh thẳng mặt luôn vào Odamne với sự trợ giúp của Killup. Và Killup đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cả hai người cùng mất một lượng máu lớn nhưng điều đó không phải là một điểm trừ. Vì dù sao câu được một con cá to thì bạn phải đầu tư nhiều thính, phải thả một cái thính thật thơm thì mới có thể tiêu diệt đối phương được. Và Mouse với cách lên đồ toàn đam thì thi đấu như vậy là ổn. Bạn lên đồ với một mục đích gì, bạn đánh với mục đích đó thì bạn sẽ gặt hái những kết quả thành công. Đường trên cũng đã có những khoảng trống để cho Ryu ăn được cái trụ, mặc dù sức phòng thủ của Dev và Mako là có, nhưng trước một Vladimir thì có lẽ là hai người vẫn là một số ít.
chứ không phải là làm kinh nghiệm. Haryu vẫn đang tỏ ra là cực kỳ hổ báo với những tình huống mà chống chịu sát thương từ lính luôn. Dev thì đang tạm thời lùi lại ở trụ 2. Anh ta bấm B về nhà và sẽ hoàn thành thêm một món trang bị gì đấy. Không, anh ta đứng ẩn nấp trong bản đồ đen tối và chờ đối phương đẩy lính lên mà thôi. Scout đang khởi động con rồng với hai thành viên nữa. Và đây là con rồng sẽ giúp cho em của mình có thể lấy được trụ 2 được trên cái trụ không còn nhiều máu của em. Ok, rồng đất rất tốt. May mà trong trận này là chưa có con rồng lửa nào. Chứ nếu như có những con rồng lửa xuất hiện từ sớm thì có lẽ là cái sự tranh giành về rồng giữa hai bên nó sẽ trở nên nó quyết liệt hơn. Chứ nó không nằm ở vấn đề nó cứ chỉ trạc. Edward Gaming có những sai lầm thật, nhưng họ đang là những người điều tiết trận đấu này tốt hơn. Họ nhằm đến mục tiêu lớn là chính. Trong khi đó thì S2K như tôi đã nói rồi đó, cái việc lựa chọn đội hình này không cho phép họ nhắm đến mục tiêu lớn quá nhiều, trừ khi là phải giúp đối phương di chuyển lỗi thì họ mới có thể lấy được những cái trụ mà thôi. Nhưng từ nãy giờ S2K mình vẫn tỏ ra là mình là người di chuyển thông minh hơn khi mà view có thể lấy được cái trụ một đường trên. Nhưng hãy cứ thử nhìn vào cái trụ hai đường dưới mà xem, máu đã bị gọt đến hơn một nửa rồi. Đúng rồi, đó là điểm yếu của S2K trong trận đấu này, tức là họ hoàn toàn có thể phong tỏa được Scout, Killer, Death hay là Meiko, nhưng họ không thể phong tỏa được Mouse, người mà đang lên cho mình full dam và có vẻ như đang dần hướng tới một chút kháng phép rồi. Tôi hy vọng đó là cái giáp tung linh chứ không phải là kiếm răng cưa, bởi nếu như kiếm răng cưa thì nó cũng không thực sự là quá chống chịu. Tôi thì đang nghĩ rằng kháng phép cũng cần đấy, nhưng tại sao không đầu tư một ít tiền nó nhỏ lên cái giày bạc nhỉ? Hãy nhìn vào đội hình bên kia toàn làm chậm, nhìn động thế làm chậm, triệu pha lê rồi Lee Sin rồi Rumble, Ezreal băng giá, vân vân và vân vân đều có làm chậm, thì đầu tư trước một cái giày bạc thì biết đâu lại cái sức cản lướt tốt hơn trong giao tranh. Tôi cũng không biết nữa, đó là quyết định của anh ta choáng trượt đến từ Scout. Mọi thứ đang là kiểm soát tầm nhìn và khu vực Baron đang là khu vực nóng nhất. Anh An vừa nhắc tới rồng lửa thì đó là con rồng tiếp theo của trận đấu. Khoảng độ tầm 5-6 phút nữa nó mới ra đời và sẽ là khoảng thời gian mà tranh chấp tầm nhìn quyết liệt ở khu vực hàng Baron. Coi như rất may cho em Minh đó là họ vẫn còn trụ một đường giữa và họ vẫn đang có một cái điểm giữa khá là vững chắc. Đây, hãy nhìn vào cái trụ ngay lập tức. Ui, vừa rồi là cái nội tại của sứ giả Kenneth. Đúng vậy, nó đập bánh đột một cái vào cái trụ và cộng hưởng thêm cả cái con rồng đất, làm cho cái trụ gần như là biến mất chỉ sau vài phát đánh của Irelia mà thôi. SK đang ngày càng tự làm khó mình, tức là trong khoảng tầm 10 phút lại là đây họ không mắc lỗi di chuyển nữa, nhưng vì chất tướng họ không làm được gì khác, đẩy lẻ hay là di chuyển thì họ lại không bằng đối phương rồi. Nhưng cứ mỗi lần stick lại 5-5 đấy, trước giao tranh mà cứ mỗi những cái vị trí yếu kia mà ăn hai ngọn giáo thì lấy cái gì ra để chơi. Còn S2Gaming thì họ có thời gian, bây giờ thời gian đối với họ là một nguồn tài nguyên vô tận, họ có thời gian, họ tha hồ đến cấu rỉa vân vân và vân vân, chờ những mục tiêu yếu hoặc đội hình của đối phương mỏng dần đi họ bắt đầu mới lao vào giao tranh. Một vấn đề của S2K đó là đội hình của họ đang đứng quá xa với Odo Amne và gần như không thể hỗ trợ Amne những lúc cần. Còn với S2Gaming, đặc biệt là Caleb thì anh ta luôn đứng ở mạn gần và Scout lao lên với tình huống không thể hạ gục được Forgiven khi đã đầu tư toàn bộ những gì mình có, nhưng đáng tiếc là sát thương thiếu một chút. Forgiven chưa có một chút kháng phép nào trong người, đó là lý do vì sao mà Scout lại quyết tâm và quả quyết đến như vậy trong pha tốc biến đó. Chẳng qua là anh ta đen thôi, đúng thật là anh ta đen đấy nhá, anh ta chỉ cần trúng một chiêu nữa thôi, tôi thấy là anh ta đã bị thất thoát thì một vài chiêu trước khi mà đối phương đã dùng tốc biến, dùng di chuyển cổ họng vân vân và vân vân, chỉ trúng thêm một chiêu thôi là đối phương sẽ nằm. Zankos thì vẫn đủ sự tự tin để cướp đi con búa xanh bởi con búa đỏ bởi Ryu đang đẩy cao ở đường giữa. Nhưng Mouse thì và Caleb thì không ngại điều này. Sóng âm. Ồ, thì ra là Caleb tưởng mất búa đỏ rồi, nhưng không ngờ một ngọn giá vu vơ, con búa đỏ đã quay trở lại với Caleb. Bởi vì trước đó anh ta cắm bẫy vào đúng không? Cắm bẫy vào không thấy cái hiện tượng gì xảy ra cả. Hơi bế tắc, nhưng cuối cùng thì vẫn giữ lại được. Phát bắn vừa rồi có chí mạng nhưng không phải phát bắn thứ tư, mà đã mất nhiều máu các bùa đỏ như vậy thì đang báo động một điều là lượng đồ trong người của Dev cũng khá ổn rồi đấy. Anh ta có gần như là được coi là ba món đồ lớn rồi, chẳng qua là còn thiếu một chút nữa thôi thì đã có chùy gai và Mortius. Lượng đồ như vậy là ổn. Nhìn ngược sang bên kia với Forgiven, lượng đồ là cũng xem cũng khá là ổn. Sát thương của Ezreal bây giờ là mạnh đây khi mà kiếm Manamun đã biến ảnh thành kiếm Uramana. Và điều quan trọng nhất đó là khi mà Ezreal hoàn thành xong game vô danh thì anh ta sẽ không e ngại những tình huống cả lướt của Mouse hay là của Killer nữa, trừ khi đó là một cái gì đó nó dồn vào cùng một thời điểm thì game vô danh sẽ không giúp cho Ezreal có thể có quay được, anh ta sẽ bật ngửa ra ngay lập tức. Tôi đang có một câu hỏi là tại sao họ S2K lại không để Odoamne lên đường trên khi mà đường trên rõ ràng là Mouse sẽ không thể nào hổ báo được như là ở đường dưới như thế này, bởi đường trên sẽ là một khu vực gần với các thành viên của S2K hơn. Họ cũng nhận định
thời gian sắp tới là một thời gian nóng về khu vực Hang Baron. Mà nếu như có một sơ sẩy hay một tai nạn nào ở đường dưới mà để mất đi cái trụ thì đấy là một cái sự thất quá lớn, và coi như cái sự tranh chấp ở khu vực Hang Baron của SUK trở nên bị yếu hẳn đi. Cho nên họ quyết tâm gài hẳn Odoane ở nhà để cho nó củ chắc, để đảm bảo rõ ràng một điều là đường dưới không thể mất trụ ba trên bậc thềm được. Chứ với sức mạnh hiện tại của Mao, khi mà nội tại của mùa lợi dưới hạt khén vẫn còn, với những món đồ công mà tôi nghĩ là nếu như chỉ cần một khoảng trống thôi là anh ta có thể thổi bay cái trụ đó chỉ trong vài nốt nhạc. Và Vladimir của Ryu đã buộc phải di chuyển ra và có những cú ping là muốn tấn công vào Mouse ở đường dưới. Ryu đang chờ một tình huống tấn công gây hấn của đêm nay, nhưng Mouse cực kỳ kinh nghiệm, anh ta ngay lập tức đã lùi lại khi thấy có biến, hay chính xác hơn là có mắt của Hero Gaming ở ngay cái trụ thứ ba đường dưới, và nó phát hiện ra Ryu đang ở gần đấy, và việc Mouse có thể dễ dàng rút lui là điều mà chúng ta có thể dễ dàng hiểu được. Hai cái triệu Fallen Rylite đã có trong người của Clear Up và Scout, như vậy thì cái lượng gây khó chịu trong giao tranh lại được gia tăng thêm một chút. Như đã nhận xét đó, Clear Up trận này đánh theo kiểu đó là chơi mang tính hỗ trợ hoàn toàn. Món đồ tiếp theo anh ta lên hình như cũng là triệu hư vô thì phải. Hư vô bắt đầu có những món đồ gia tăng khả năng tấn công mạnh riêng cho bản thân của mình. Vì sao đang có một cuộc tranh nhau tay đôi, và Mao như Tuấn chia sẻ cũng là một người chơi có độ quái nhất định, nhưng quái đến đây thôi chưa không lâu được, nhưng chưa đội hình của Edward đến, Mao vẫn còn sống sót với khả năng hồi máu. Sân khấu được dựng ra, Ryu đang phải hứng chịu tất cả những phát bắn, và Clear Up đã có được chiến công vừa rồi nhưng không. Alista mọi người là người có được cái chiến công hình như là đến từ cái gì đó, Thiêu Đốt, đến từ Thiêu Đốt. Vander sẽ nằm một ngọn giáo trúng làm chậm được Odoane, nhưng double kill dành cho Irelia là quá đủ cho một giao tranh phản công tuyệt vời. Và đó sẽ là con rồng lửa, con rồng thứ ba dành cho Evergaming, và sau đó có thể sẽ là con Baron, nhưng tôi không nghĩ là Baron ở thời điểm hiện tại. Ăn được Baron đúng không? Sức 5 người này còn khả năng hồi máu. Đúng rồi, dịch chuyển của Mouse nữa. Dịch chuyển của đó Mouse là điều mà tôi chưa thể nhìn ra được. Và họ đang băng băng ra tiến ra khu vực Baron, và trên đường ra Baron thì đẩy cao lính đường giữa một công đôi việc, một mũi tên trúng tận ba đích vẫn kịp thời phá con mắt tím. Và đến với con Baron này gần như nó là miễn phí, trừ khi có một điều kỳ diệu mang tên khung ánh sáng, chứ còn không chẳng có lý do gì cả. Bây giờ mà có một cái tối kim cương mà chẳng ra thì cũng chắc quá nhỉ. Nào bắn không, có bắn vào, ôi giật cả mình. Clear Lớp mà thề để mất cái con Baron đấy thì Clear Lớp quá buồn trong ngày thi đấu hôm nay. Đây, chúng ta cùng xem lại tình huống nỗ lực của SUK nhằm cứu vãn đường dưới, cụ thể hơn là cứu vãn Odoane. Họ đã đầu tư 3 người, nhưng tất cả những di chuyển của Jaskot hay là Ryu đều nằm trong tính toán của Egoming, và Egoming ngay lập tức gọi người đông hơn. Và nhìn vào cách Odoane dùng chiêu thức thì anh ta trượt hoàn toàn. Chiêu cuối vẽ ra bị counter chặt vì Irelia chọn đâm kiếm quay ngược trở lại. Sau đấy nhìn này, đấy, kho lửa, Clear Lớp thì việc nhảy về là thoát. Và trước đó tôi còn nhìn thấy một vài những gọn lao điện nó cũng trượt nốt cơ. Và cái điều quan trọng nhất trong một giao tranh thì Ryu đã làm mất. Đây là anh ta dùng nguyên cái combo cả tốc biến của mình để đuổi đối phương, nhưng cuối cùng không đuổi được và anh ta không còn gì để chạy cả. Bây giờ là thời điểm em của mình sẽ tận dụng mùa lợi Baron để tấn công vào những cái trụ ngoài còn lại. Cụ thể hơn đó là trụ 2 đường giữa và đường dưới. Đường trên. Trụ 2 đường trên như chúng ta đã thấy ở giai đoạn trận đấu nó không còn nhiều máu nữa. Và có lẽ Mouse sẽ là người... Không, không phải là Mouse. Mà họ cứ để trụ 2 đường trên như vậy, và Mouse sẽ là người uy hiếp vào trụ thứ 3 đường dưới của đối phương. Quá nhiều hồi chiều và cái lượng giáo tung ra trong thời điểm là nhiều. 5 cái mà trúng một thôi là cũng đủ làm cho cái đội hình yếu máu kia phải có ai đó về nhà và hồi máu. Ryu đứng chờ đợi, Ryu hình như cũng có cái tốc hành thì phải. Và anh ta vẫn có thể tạo ra được sự đột biến đến từ cái tốc hành này. Nếu như cử gian cốt xuống đánh nhau với Ire cùng với cả Rumble, tôi nghĩ là phần thắng nó cũng chưa thể có được. Dù sao gian cốt bây giờ không có nhiều sát thương, anh ta chỉ có chống chịu là chính thôi. Mà đối đầu với một Smile từ kia đồ thì những cái sự chống chịu đó đôi khi còn không đủ. Scout đang dần dần đặt ra những viên bi của mình dưới mặt đất, nhưng anh ta vận hành Syndra cách khá... Đây rồi, chưa khác gì cả, sân khấu tử thần vang lên. Và đang đứng che đó là Jan Scott vẫn bắn trúng Hong Kivan. Lần này là phải che, nhưng che đứng im như thế này là bị dính giáo của Niali. Dù sao Jan Scott cũng khổ lao vào combo mục tiêu là Ryu, và nhanh chóng rút lui là các thành viên của EVK mình. Quá nhiều thứ để có thể đưa ra cấu rỉa trước một trận đánh, nên Edward Gaming luôn luôn là đội có lợi thế hơn về khoảng cách, và họ chẳng cần gì khác ngoài khoảng cách để có thể ăn được những mục tiêu lớn không có chân để di chuyển như thế này. Vậy thì câu hỏi đặt ra dành cho SUK là làm sao giải được cái bài toán cấu rỉa này đây, khi họ là những người yếu hơn về mặt cấu rỉa. Khi nhắc đến những cái tên như Edril hay Kama thì chúng ta liên tưởng đến rằng những vị tướng này mà đánh Aram thì cấu rỉa phải là bậc nhất đây.
Nhưng với một đội hình bên kia có Nidalee, có Syndra, rồi có thêm cả Jhin nữa thì chắc chắn là các bạn biết ở bên nào có gì tốt hơn rồi. Và chúng ta hãy nhìn cách mà Scout vận hành với Syndra. Anh ta đang cố gắng tạo ra càng nhiều bi càng tốt và quét tan kẻ yếu với 3 bi. Rất có thể đó cũng sẽ là một trong tiền đề để mở ra giao tranh, bởi sân khấu tử thần của Def hình như là sắp hồi lại rồi. Cái trụ thứ 3 đường dưới không còn nhiều máu, đường trên thì Mouse vẫn đang đẩy. Mouse có dịch chuyển, Mouse đang tỏ ra là một người thầm lặng. Cảm giác như anh ta đang là một người công nhân, tức là di chuyển rất linh hoạt, cần cù. Không đánh thì sẽ mất hết, nhưng đánh cũng sẽ mất hết. Phải làm như thế nào bây giờ? Plato thì tôi sẽ chọn phương án đó là nằm xuống trong vinh quang. Đó là đội hình SK phải lao lên. Giao tranh, một giao tranh song phẳng với cái S của mình. Và đấy đường trên, đâu có phải là một điểm trừ đâu. Mao hoàn toàn có thể đâm kịp quay đường trở lại và tấn công chết luôn cả hai. Đánh được. Như tôi đã nói, nếu như cử Lee Sin xuống sẽ không có nhiều tác dụng, và Mao đang xoay vần Lee Sin quanh những con lính để tạo thêm nhiều khoảng trống cho những người đồng đội của mình có thể quấy phá và ăn được một trụ bảo vệ nhà chính. Combo vào đầu của Ryu giữ lại, ăn một quảng giáo, ăn thêm phát bắn thứ tư, ăn thêm một tỷ thứ vào mặt, và anh đang buộc phải rút hồ máu sau khi cảm nhận rằng mình đang rất đau. Quá thành công cho em của mình trong tình huống tấn công vừa rồi. Họ để lại một người nhưng họ đã thu về quá nhiều thứ, đặc biệt là đối khiến cho đối phương chỉ còn một đường nữa, đó là đường trên. 1 phút 33 giây nữa là con rồng ngàn tuổi. Đó, bây giờ mọi thứ đang tỏ ra là dễ dàng với MKBank này. Họ cứ vận hành như trong trận đấu trước, như trong những tình huống trước thôi, là đảm bảo 99,9% chiến thắng thuộc về họ. Đến bây giờ thì tôi bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề cấm và chọn trước đó chúng ta để xem pha solo kill 1-2 của Mao. Mọi thứ quá easy đúng không? Những cú đâm kiếm và những tình huống tốc biến để thoát ra khỏi cái mưa tên lửa, nó đã được Mao làm từ đó trước đó rất là nhuyễn rồi. Odone không bao giờ là đối thủ của Mao trong trận đấu này về cả mặt chất tướng và cũng như về mặt thế trận nữa. Nếu như Odone có định làm cái gì thì phải làm ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Và tôi đang định nói cái gì tôi đã quên mất rồi nhỉ? Vấn đề cấm và chọn. Vấn đề cấm và chọn, đúng rồi. Đấy, đang lưu khuyên. Đấy là cái vấn đề của những người có tuổi. Thì nói về cấm và chọn, tôi cảm giác như SK thua ngay từ khi mà clear up có Nidalee rồi. Sau khi có Nidalee thì tất cả những gì mà SK tôi cảm giác rằng họ cần làm đấy là nghĩ mọi cách để chống một đội hình cấu rỉa của đối phương bằng việc chọn những vị tướng cấu rỉa khác và lấy những vị tướng có khả năng phục hồi và che chắn tốt. Thế nên họ thay, họ chế vào đấy là Vladimir. Đấy, hãy cứ tưởng tượng xem Vladimir giơ mặt ra chống giáo và sau đó hút lại máu bằng Quy. Đấy là một cái ý kiến không tồi. Và thay thế bằng khả năng đối công với đối phương bằng hai vị tướng cấu rỉa mạnh khác là Kamma và Ezreal. Nhưng họ lại vấp phải một vấn đề, đó lại đi đường quá yếu. Đấy, lo được cái vấn đề này thì lại để hỏng vấn đề khác. Đó là lý do vì sao SK đã thua ngay từ khi cấm và chọn rồi. Ryu đang đứng sau đội hình của Aaron Kimmich để thực hiện một tình huống bọc hậu tấn công các thành viên yếu máu. Đặc biệt đó là Def, sân khấu tử thần vang lên. Ryu bắt đầu di chuyển ra, anh ta sẽ tấn công vào người của Def. Def cố gắng chạy nhưng Sanskot đang thất máu. Ryu bị combo bởi Beko, bị làm choáng bởi Def vẽ chết chóc. Kiểu lớp đang cố tấn công, Ryu đang cố gắng cầu quay tốc bê lên vận e rất tốt và bị đẩy ra cực kỳ hay đến từ Beko. Kiểu lớp kiệt sức, anh ta hồi máu và ngọn giáo kiểu lớp đã kết thúc được Ryu. Phía bên kia Mouse scan vào hạ gục được Forgiven, anh ta có thể nằm xuống nhưng anh ta đã giúp Def có thêm một điểm hạ gục nữa. 3 điểm hạ gục dành cho MKBank, họ không mất ai cả bởi Mouse đã hồi sinh lại bởi giáp thiên thần. Và đó là chiến thắng thứ hai của MKBank ở giải đấu lần này. Trước bất kỳ một giải đấu nào mà có SK tham dự thì SK đều là một trong đội tuyển được kỳ vọng ở khu vực châu Âu. Cả mùa trước cho đến mùa này họ cũng là một sự kỳ vọng, và khi mà được rơi vào một bản đấu của AHQ và ITZ đúng không? Đúng vậy. Thì đây là một bảng đấu như mơ dành cho SK rồi, với những gì họ đang làm bây giờ đó là họ phản bội chính giấc mơ của mình.